Sao giờ cười tươi vậy? Nghe chú cho quà là cười tươi dữ ha. Bé cười dễ thương lắm cả nhà. Lúc chú quay thì không cười, bình thường thì cười quá trời cười luôn. Con có sợ chú không? Không. Muối là cô để ngoài này hả cô? Muối để ngoài này. Có mỗi muối thôi hả? Muối. Có muối thôi. Không có gì hết. Không có gì hết. Trong nhà không có gì hết luôn. Dạ. Nấu ăn với muối không? Smart Vlog mến chào cả nhà thân thương. Quay trở lại màn nhỏ ngày hôm nay. Hiện tại thì Smart đang có mặt ở ngay một hoàn cảnh ở trên núi, người đồng bào Rắc Lây cả nhà. Họ sống ở trên này nè. Smart thấy có hai bà cháu thôi mà ở trong một cái căn chòi có chút xíu thôi cả nhà. Nó rất là nhỏ luôn. Con chào cô nha. Chú chào con nha. Dạ. Smart mời cả nhà vào trong tìm hiểu hoàn cảnh của hai bà cháu xem như thế nào nha. Sao hai bà cháu lại ở trên này mà lại ở trong một cái căn nhà rất là nhỏ như thế này. Chú chào con gái. Con gái qua đây ngồi với chú này. Cô ơi cho con đeo cái này cho cô xíu nha. Cô ơi cô tên gì cô? Khem. Đồng quay gần lại này. Mai Khem. Cô Khem. Dạ. Con đến đây với chú nè. Lem. Con gái tên gì? Lem. Mai Lem. Mai Lem. Còn cô là Mai Khem. Dạ. Cô Khem năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô? 35 tuổi. 30 tuổi. 30 tuổi. Cô không biết tuổi của mình bao nhiêu hả? Không biết. Không biết. Cô đây là cháu của cô hả? À. Cháu gọi bằng à, bà nhà con đó. À nhà con tuổi ở bên kia đó. Gia đình mình ở trên này. À. Gia đình ở bên kia. Dạ cô có bao nhiêu người con? 4 con. 4 con. À. Đi làm đi lấy vợ rồi. Lấy vợ ở xa hết rồi hả? À. Lấy vợ xa quá. Có hai bà cháu ở đây thôi. À. Hai bà cháu. Dạ, hàng ngày là cháu là ở với cô luôn hả? Ừ. Cháu ở với bà luôn. Mà. Con tôi ở bên đó mà, một con. Dạ. Chú bao nhiêu tuổi rồi cô? Biết rồi, không biết. Không biết luôn. Ừ. Hàng ngày cô làm cái công việc gì ở trên này cô? Việc làm cỏ chứ, làm nhà, làm tròi rễ. Làm chòi ở rẫy, làm cỏ. Làm cỏ, làm rẫy. Dạ. Tạm bé lên trên này tí này. Bé rất là ngoan cả nhà. Số mắt lên đây ẩm bé mà bé cũng không có khóc gì trơn á. Con ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. No chưa con? No rồi. No rồi. Bé có đi học không cô? Đi học. Có đi học hả? Chủ nhật là nghỉ. À, chủ nhật lên đây chơi với bà. Ừ. Từ dưới làng lên trên này, xa dữ cô hả? Ừ. Xa ở bên kia đó. Dạ. Rồi cô ở cái chòi đây có một mình hả? Ừ, một mình chưa. Một mình thôi. Ừ. Cái chòi có chút xíu vậy thôi hả cô? Con ở bên đó chưa? Dạ. Ừ. Còn cô ở bên này? Đi chăn công an, mẹ đi chăn công an. À, cô đi chăn chăn dê. Chăn con ngan. Con ngan. Ừ. Dạ. Ở đây họ mẹ gọi con ngan là con dê ấy cả nhà. Nhà ở bên đó chứ. Dạ. Con gái dễ thương quá. Dễ thương người dân tộc. Cô có mấy cháu rồi? Hai. Hai cháu hả? Hai cháu. Hai cháu gọi bằng bà. Ừ. Còn con cô là... ở xung quanh đây hết hay sao? Xung quanh ở trên... trên núi này hết. À. Gia đình lên trên này ở hết. À. Không ở dưới làng. Không đâu.
Chỉ có mấy cháu là ở dưới là đi học thôi. Dạ. Mấy cháu đi học. Gia đình mình lên trên này ở lâu chưa cô? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi cô biết không? 3 năm. 3 năm? Ừ. 3 năm hay là 30 năm? 30 năm. 30 năm? Ừ. Dạ. Cô hình như không biết cái thời gian đó cả nhà. Sáng giờ cô làm cái gì? Sáng làm ở trên núi, đi trên núi. Đi trên núi đi chăn ngặn thôi. Ừ, chăn ngặn đi thăm rẫy. Thăm rẫy? Ừ. Ở trên này mình có trồng trọt gì trên này không cô? Rồi, ở bên kia trên núi cao mà quá, đi không nổi đâu. Đi không nổi hả? Ừ. Trồng cái gì ở trên đó? Trồng ở trên núi. Cô trồng cái gì trên đó? Ở trên núi cao quá. Trên núi cao quá. Ừ. Ừ. Con hỏi cô á, là cô trồng cái gì ở trên núi? Cô trồng bắp hay trồng gì? Trồng bắp. Có bắp không? Có. Có trồng bắp hả? Ừ. Dạ. Năm nay gia đình mình trồng bắp có được mùa không cô? Ừ, không có đâu. Không có bắp hả? Ừ. Nắng quá. Nắng quá? Bắp không nuôi đâu. Dạ. Còn ít chưa? Còn ít thôi. Ừ. Ít là mình để mình ăn hả? Để ăn chứ, để không gà ăn mà. Dạ. Đây là cái canh chòi của hai bà cháu nè cả nhà. Con gái cô thì ở tút ở sau núi bên kia. Đó, tút đằng xa bên kia. Để lúc nào có dịp xuống mắt qua bên đó thăm chị xem sao nha cả nhà. Còn cô ở trong cái chòi như thế này này. Đó, cô ở trong cái chòi có chút xíu thôi. Rất là nhỏ luôn. Bây giờ xuống mắt mời cả nhà vào trong cái canh chòi của cô ở xem như thế nào nha. Chút kẹp rồi. Cả nhà có thể nhìn thấy ngay á, cô ngồi, bé ngồi kế bên bà, nhìn lên trên á là đã đụng cái trần rồi, chưa được 1 mét nữa. Ừ. Mình dựng cái chòi thấp như thế này rồi có nóng không cô? Thấp chưa. Có nóng không cô? Có khô rồi. Nóng hả? Nóng, có mát chưa. Nhưng mà cái ngày mà thời tiết nó nắng nóng đó là nó có nóng dữ không? Nóng nóng là ngồi ở đây chưa. À, nóng là cô đi ra ngoài. Ừ. Ra ngoài. Ừ. Đằng trước ngồi. Ừ. Cho mát hả? Cho mát. Dạ. Nóng là mặc là ở chòi chưa. Dạ, ở chòi. Ừ. Lăn là ở chòi. Tối là cô ngủ ở đây luôn. À, ngủ ở đây chưa? Dạ. Ngủ ở đây này. Ngủ trên võng luôn. À. Mình nằm ở trên võng hay nằm ở dưới sàn cô? Ừ. Thương quá. Cô không có rành tiếng Kinh hả? Không có. Không rành đâu. Dạ, không rành lắm hả cô? Ừ. Dạ. Ít là rành chưa? Nhiều không có rành đâu. Nói nhiều không có rành tiếng. Ừ. Dạ. Quần áo là cô để đằng sau, cô treo đằng sau luôn. Ừ. Có cái mền thôi. Xuân Bắc mời cả nhà nhìn qua cái canh chòi của cô ở một lần nha. Từ ở trên cái mái này nè cả nhà, nhìn xuống á, rất là thấp luôn. Khi thấp làm thuốc thấp chưa? Dạ. Vì này vô quá mà. Mấy cái nồi với cái bịch ở đây là những cái gì cô? Cái bịch này là bịch gì cô ơi? Cắm heo. Cắm heo. Ừ. Cô có nuôi heo hả? Nuôi nhỏ quá, chút xíu ở này. Chút xíu như cái cổ chân vậy thôi hả? Ừ. Heo con hả cô? Mới nuôi chưa. Heo con mới nuôi. Ừ. Cô ơi, cô cho con xem cái nồi này tí được không? Cô nấu gì ở trong này hả? Canh ăn. Cô cho con coi cái nồi canh tí nha. Cô lấy ra đây con xem tí được không cô? Cô cầm cái nồi ra đây luôn cho con coi tí nha. Ăn với bà chứ, ăn canh mà. Không có cái gì ăn đâu. Canh này là canh tập tàn hả cô? À, tập tàn. Canh tập tàn. À. Món canh của người đồng bào Đắk Lây miền núi.
họ nấu ăn không nuôi đâu tổng hợp. Dạ. Dạ, cái này cô nấu lâu chưa? Nấu rồi. Cô nấu hôm nào? Hôm nay. Hôm nay. Dạ. Cô nấu lúc sáng đúng không? À, lúc sáng đi ăn bây giờ. Đấy, đây là cái nồi canh tập tàng toàn là rau rừng. Không biết ăn. Khổ qua rừng. Ăn không đi rồi. Con thì con không biết ăn đâu. Dạ. Nhà còn gạo không cô? Ừ. Nhà còn gạo không? Không có đâu. Cái cũng sáng sáng chưa. Không có gạo hả? Ừ. Cái này là cô nấu lâu chưa? Cơm này nè. Lâu rồi. Mới sáng nồ. Dạ. Bếp là cô để trong này luôn. Ừ. Rồi mình ngủ như này rồi mưa nó có tạt vào đây không cô? Không có, không tạt đâu. Không tạt hả? Ừ. Nó cũng kín cô ha? Vì nó thấp quá, ta không nuôi đâu. Nó thấp quá tạt không nổi. Ừ. Dạ. Ừ. Con thấy... Vì nó làm dây mà gió quá. Gió quá. Gió bay mà. Dạ. Ừ. Bé gái rất là dễ thương luôn. Ừ, dễ thương. Chào con tộc. Gái nha. Người dân tộc đen quá. Nhưng mà bé mắt rất là sáng luôn cả nhà, mặt rất là lanh luôn. Một ngày cô ăn mấy bữa cơm cô? Ừ? Một ngày cô ăn mấy bữa cơm? Ngày một lần chưa? Ngày một bữa thôi hả? À, ngày một bữa mà. Từ giờ tới chiều cô có ăn không? Không ăn. Không ăn nữa. Ừ. Là ăn rồi. Ăn rồi chị, buổi sáng ăn rồi chị không có ăn đâu. Ăn buổi sáng rồi. À. Sáng mấy giờ cô ăn? 7 giờ. 7 giờ cô ăn. À. Là nguyên một ngày cô không ăn gì nữa. Không. Rồi cô có đói không? Không đói đâu. Tối có đói không? Đói là ăn chưa, đói không có ăn đâu. Không ăn. À. Đói thì mới ăn. À. Còn không là một ngày chỉ ăn một bữa thôi. À. Dạ. Cái này cô để, cái canh này cô nấu, cô để ngày mai cô ăn được không? Được chứ. Vẫn được hả? À. À. Đằng sau lưng cô con thấy có bắp. Bắp là mình hái trên rẫy mình về. À, ở trên núi, bắp ở trên núi. Trên núi. Nên là rơi con mà. Trên núi mình về. À. Đằng sau lưng cô là rẫy của con gái hả? Sau à, núi là đằng sau hả? Rẫy này là rẫy con gái. Dạ. Rẫy cô là ở trên núi. Cả gia đình lên à, trên này ở. À. Sao gia đình mình không ở dưới làng cô? Vẫn dưới làng ta là ngủ ở rẫy. Ngủ ở rẫy mà. Ngủ ở rẫy luôn. À. Cả nhà lên rẫy à, ở hết. Cả ngày, cả đêm. Cả ngày cả đêm luôn. À. Không ở dưới làng. Dưới làng ngồi cho mắt mà. Ở dưới làng là mình... có nuôi đâu. Không có làm được cái gì hả cô? Không có làm được đâu. Làm rồi ăn... làm cò mà, làm bắp mà ăn mà. Làm lên trên này trồng bắp. À, rồi có cái ăn vậy thôi. Không có rồi. Trên này cô có nuôi bò, nuôi dê gì trên không này đâu. Không? Không có bò, có dê không gì có hết. Không có dê đâu. Có con heo thôi. Có con heo nhỏ quá. Chút mấy xíu. Con heo cô? Một. Một con thôi. Một con nhỏ quá. Heo đó cô mua hay là sao? Mua người ta mà. Mua của người ta? Ừ. Cô mua bao nhiêu tiền con heo? 300. 300? Ừ, 300. Dạ. Rồi cô trả tiền chưa? Trả rồi. Dạ rồi. Ừ. Ở trên này á, mình chỉ có trồng bắp thôi hả cô? Không có. Trời con chưa? Làm trời con nghỉ mà. Rồi cô có làm gì kiếm tiền không? Không có đâu. Không làm giao được. Giao nuôi làm cũng nuôi đâu. Con gái nuôi? Ừ. Con gái nuôi. Giao nuôi không được đâu. Dạ. Cả gia đình lên trên này ở, cô ở đây một mình. Ừ. Sao cô không ở với con gái bên kia?
ghe bên kia làm con ghe làm tre ở bên kia chứ. Làm chòi ở bên kia. Nhưng mà cô hôm qua bên đó con ở với con gái mà cô ở riêng hả? Cô riêng. Dạ. Cô có chồng mà riêng chứ. Ở chồng rồi. Ở đây á cả nhà. Người đồng bào ở nhà cả nhà rè là rè riêng. Dạ, người đồng bào Đắk Lây miền núi á, họ ở riêng hết, khi mà con cái có gia đình là ở riêng hết cả nhà. Họ không có ở chung. Gia đình cô lên trên núi trên này ở. Con gái cô ở trên này với cô. Với cô. Có chồng thì là riêng chứ. Có chồng là ra riêng hết. Chú hỏi con gái tí nha. Con dạ, gái dạ rồi. Con gái thích ăn cơm với thịt cá không? Không có cá ăn đâu liền. Hồi giờ có cá ăn không con? Không. Không có cá ăn hả? Bé dễ thương quá. Con có muốn ăn cá không? Chú cho con cá, con ăn, con có thích không? Không có tiền mua cá đâu đây nè. Không có tiền mua cá ăn. Dễ thương quá. Cứ không không không, cái gì cũng không luôn. Bây giờ chú tặng con cá, tặng con mì, tặng con gạo, con thích không? Thích. Thích hả? Sao hồi nãy nói không? Không biết nói đâu đi. Mắc cỡ rồi, mắc cỡ rồi. Hồi lâu giờ không có cá ăn hả con? Không. Không có cá ăn. Không có thịt ăn luôn. Dạ. Con có thích ăn mì gói không? Thích. Thích hả? Chú tặng con mì gói nha. Dạ. Con ăn nha. Hàng ngày bé ăn gì cô? Ăn canh chứ. Ăn canh không hả? Có tiền mà mua cá chứ, không tiền là ăn canh mà. Không có tiền là ăn canh không? Canh tập tàng rau rừng hả? Dạ. Dạ. Chỉ ăn vậy thôi. Bé dễ thương ha cả nhà ha. Chỗ của cô ngủ á, có duy nhất một cái võng thôi. Ngủ với bà chứ. Dạ, ngủ với bà luôn. Bé ngủ với cô luôn. Hai bà cháu ngủ trên võng. Ngủ trên võng chưa. Cô lên cô nằm với bé con xem thử nè. Cô nằm với bé đi, con xem hai bà cháu nằm sao. Cô ẵm bé cô nằm thử coi, có vừa không? Tôi mắt thấy cái võng nó cũng nhỏ lắm cả nhà. Đó. Biết không anh? Cô nằm một cái mà cô ngồi lên là đụng trần luôn. Hai bà cháu nằm trên cái võng vậy thôi. Trời ơi. Rồi nằm ngủ chật vậy hả cô? Chật nằm quá. Chật vậy luôn. Dạ. Hai bà cháu tối là ngủ như vậy luôn hả? Dạ. Trời. Ôm bà ngủ. Ôm bà ngủ, cháu ngủ. Cháu ngủ. Con nằm với bà vậy có thoải mái không? Thoải mái chơi. Thoải mái ha. Bé cũng mắc cỡ xíu cả nhà. Cái nhà của cô á, tuy nó hơi nhỏ. Thấp quá nhờ. Dạ, nó hơi thấp. Nhưng mà nó cũng kín cô ha. Nó cũng rất là kín luôn. Làm thấp là gió quá mà, gió bay. Gió. Ừ. Ở bên dưới mình có nuôi cái gì dưới không cô? Nuôi gà mà. Nuôi gà bên dưới hả? Cô nuôi mấy con gà ở dưới? Hai ba con. Hai ba con gà. Nằm ngay ở dưới sàn luôn. Dạ. Một con ở bên đây mà. Có con nào ở trong không? Có một con gà bên dưới. Số mắt thấy rồi. Để thấy, chút thấy, xíu. Thấy chưa? Thấy rồi. Bên dưới đây này cả nhà. Nó ở bên dưới này. Không biết cả nhà có thấy không? Đó, nó nằm ngay đây này. Đó, nó đó.
Sao mình không làm chuồng riêng cô? Không có. Không làm được hả? Làm không được đâu. Làm mình không có tiền mình làm cái chuồng hả? Không có tiền mình làm chứ không có tiền làm với ba mà. Rồi mình ở trên gà ở dưới. Trên gà ở dưới mà. Dạ. Rồi mình ở rong là gà không có mà ốc bằng là gà chết hết mà. Không còn mà. Con nói gì? Hát mà. Hát hả? Bé mắc cỡ nhìn thấy dễ thương. Cô ơi, cô vừa mới nói gì con nghe không rõ. Cô vừa mới nói gì? Vừa. Cô cũng không sỏi tiếng Kinh luôn. Cô không biết tuổi của cô luôn hả? Không biết hả? Cô không biết tuổi luôn. Xuân Bắc đoán cô tầm năm nay cô cũng phải vào khoảng ngoài 60 á cả nhà. Thế nhở? Không biết tuổi. Thương hai bà cháu quá. Ở trên này. Đúng không vậy? Con ơi. Chút xíu á. Chú tặng cho con gạo này, tặng cho con cá này, cá khô, cho con mì rồi. Gói nữa. Đó là. Con nói bà nấu cho con ăn nha. Con thích ăn cơm với cá không? Thì chơi rồi. Không có tiền mua cá thôi. Không có tiền mua cá. Thường quá. Cô ơi. Đằng sau cô á, có những cái bịch á, cái bao á, con thấy những cái bao là bao gì cô? Bao đu ao quần mà. Bao mền hả? Ừ, mền ao. Áo quần, là mình cứ để trong bao rồi mình treo vào trên vậy thôi. Mền quần. Mua này. Thôi. Mua. Có hai bà cháu ở đơn giản ở trong cái chòi này thôi cả nhà. Ở đây á có cái bếp để cô nấu cơm. Cái bếp cũng có chút xíu à. Bếp này mình tự làm hả cô? Tự làm chưa? Mình tự làm luôn. Dạ. Lấy mấy cục đá kê lên. Bên dưới là gỗ hả cô? Mua dưới mà. Cây mình đóng lại. Cây mình đóng mà. Dạ. Đóng lên. Ở trên này á, buổi tối thì cô làm cái gì? Buổi tối là đi về nhà. Nhắm mắt cho nó nha mà nhờ bỏ. Hả? Nó có bao nhiêu lọ bà rồi? Cô có hay về làng không? Không có. Không về làng? Không có. Ở luôn trên này? À, ở luôn mà. Bây giờ quen chú rồi, bây giờ bắt đầu nghịch đúng không? Hồi nãy chưa quen ngại đúng không? Ở trên này á, buổi tối có ánh sáng không cô? Buổi tối có ánh sáng không? Ánh sáng rồi. Cô lấy ánh sáng ở đâu? Ánh sáng rồi. Xuân Bắc hỏi cô là có ánh sáng không? Thì cô trả lời là cô ăn sáng rồi cả nhà. Cô nghe không có rõ cái tiếng sao mắt nói. Nghe tiếng Kinh ít quá mà nhiều không nói vậy thôi. Không nghe đâu. Dạ. Con gái cô chị có đi học không? Đi học rồi. Chủ nhật là nghỉ. Thứ hai là đi học. Con gái cô á? Con gái hả? Dạ. Mẹ của bé này. Cô hồi bé... trước có đi học không? Không có đâu, đi chăn con ngắn. Đi chăn ngắn? À. Đi chăn con ngặn đúng không? À. Là đi chăn nhà dê thôi. Nhà ở bên đó mà. Không có đi học? Không đi học. Con đi học. Chỉ có bé bây giờ là đi học thôi. À. Bé còn nhỏ quá, Xuân Bắc cũng không có khuyên bé để cho bé cố gắng học ở cả nhà. Bé còn nhỏ, bé lớn một tí á. Thì bé hiểu á. Em là anh là ở nhà lâu rồi.
Đây là em. À, đây là em. Dạ, còn anh của bé anh là ở nhà. Ở nhà. Ở dưới làng làm, đi học. Làm được ở nhà đi học. Dạ. Cả gia đình lên trên này, bé ở dưới nhà với ai cô? Hử? Bé với anh của bé nè. Anh của bé hem nem. Cháu trai của cô á, có nghĩa là anh của bé đây là ở nhà dưới làng với ai? Dưới làng ở trên ở dưới mà. Ở trên núi luôn hả? À. Chứ không ở làng. Ở làng đi rồi mà xuống làng rồi. Họ chứ không là. Làm hấp em gì? Em là Lem. Anh là Nem. Anh là Nem. À. Em là Lem. Em là Lem. À, Mai Lem. Mai Lem. À. Còn anh là Mai Nem. À, Mai Nem. Ở nhà. Lóng đuôi. Họ đặt tên con của họ cả nhà. Nghe cái vần nó rất là hay luôn. Em bé đây á, bé gái đây tên là Lem. Còn anh trai của bé tên là Nem. À, Mai Nem. Mai Nem. Mai Lem. Anh là lớn rồi. Em là nhỏ mà. Cô có gạo ở đây không? Không có đâu. Không có gạo luôn hả? Không có. Không còn một hạt gạo nào luôn. Không có, có muối, có bột ngọt gì ở đây không cô? Muối bột ngọt ở đó mà. Ở ngoài này hả? Có muối. Muối gì mới ra? Dạ. Ở kia mà. Mình có nước tương ăn không cô? Ừ? Có nước tương ăn không? Không có. Không có luôn. Ừ. Dạ. Không có gì hết trơn á. Có nải chuối bên kia thôi. Ừ. Chuối đó mình hái ở đâu cô? Ở trên núi. Trên núi về hả? Ra trên núi mà. À. Mới xuống ở đây mà. Cô mới đi núi về. À, mới xuống. Coi như là cô lên núi. Ừ. À, cô lên thăm cái rẫy bắp. Ừ, thăm cái rẫy bắp, thăm chuối. Thăm chuối là hái chuối về. Ừ. Đất ở trên núi có phải là của đất của mình không cô? Đất của mình chứ. Đất của mình hả? Dạ. Còn ở dưới này là mình không trồng được, mình ở trên núi thôi. À. Dạ. Muối là cô để ngoài này hả cô? Ừ. Muối để ngoài này. Có mỗi muối thôi hả? Muối. Có muối thôi. Ừ. Không có gì hết. Không có gì hết mà. Trong nhà không có gì hết luôn. Ừ. Dạ. Nấu ăn với muối không? Cái nồi này là nồi gì cô? Canh heo. Canh heo hả? Ừ. Cô cho con xem tí được không? Ừ. À, có cơm luôn. Có cơm, luôn. Cơm nguội. Ừ. Dạ. Dạ. Coi như hôm nay mình nấu phần cơm đó là hết rồi. Ừ. Chỉ còn canh ăn không thôi. Ừ. À cô hả? Dạ. Dạ. Bé gái rất là lanh luôn cả nhà. Dễ thương nữa. Hai bà cháu nuôi gà ở dưới này cả nhà. Cái này là cái bếp ngoài trời của cô hả? À. Những cái ngày mà không mưa là mình nấu ngoài này. Nấu bên kia mà. Trong kia luôn. À. Còn cái bếp này khi nào mình nấu? Vì gió mà nó ở bên kia chứ. Nấu ở bên kia mà. Cô mở cái chuồng gà con coi tí được không cô? Mơ chuồng gà hả? Dạ, nó có chạy ra ngoài không? Không có. Gà nuôi bên dưới luôn. Sao? Cứng quá hả? Ừ, con quá mà. Có một con gà. Gà rất là bự luôn cả nhà. Con cựa luôn. Họ nuôi gà ở dưới. Nó kêu thế là rồi. Con gà này xuống mắt thấy cũng già lắm rồi á. Cựa dạ nó rất rồi. Là bự luôn.
2-3 năm rồi. Cô nuôi bao lâu rồi? Lâu rồi. Lâu rồi hả? 3 năm. Dạ, nó già lắm rồi. Là cái chuồng heo cô nuôi ngoài này. Chuồng heo có chút xíu vậy thôi hả cô? Nhỏ mà. Con heo trong này. Trời ơi, con heo gì có chút xíu. Mới nuôi mà. Dạ, heo này heo con. Nó hơi nắng, xô biết xô bác quay vậy không biết cả nhà thấy không chứ xô bác nhìn qua camera là không thấy nha. Có con heo có chút xíu trong này. Nó đang ở trong con bóng râm này cả nhà. Heo này cô mua 300 hả? À, 300. Dạ. Lớn rồi mới mua là nhỏ quá mà. Dạ. Chút xíu à. Cái này mình cứ vậy mình nuôi thôi cô ha. Nuôi khi nào nó lớn. Đó, dễ thương quá. Cái chuồng cũng có chút xíu luôn. Mới mua thì nhỏ chứ. Dạ. 2-3 tháng rồi nha. Nuôi chờ nó đẻ cô ha. Chờ nó đẻ thì mình cho nó vào cái chuồng bên kia. Dạ. Nuôi có con heo bé tẹo à cả nhà. Chuồng này là cô dựng lên luôn đó hả? Dạ. Dạ. Bên này còn một cái ngăn chuồng heo nữa nè, nhưng mà không có heo. Không có. Cô làm trước là chờ khi nào heo đẻ mới nuôi qua bên đó. Làm cho nó rung rẽ mà. Dạ. Làm trước hả cô? Dạ. Đây này làm sau này làm trước. Dạ. Mới hái ở trên núi mà. Cái này cô hái trên núi. Lá sâm. Lá sâm nam. Con xem tí được không? Được chứ. Dạ. Mình che cái lá chuối cho nó mát cô ha. Cho mát mà. Cho nó mát. Cô vừa mới hái trên núi về luôn. Cái này mình hái mình bán hả cô? Bán quán mà. Lá sâm long á cả nhà. Lá sâm long này là nấu sâm á. Nấu xương sâm á. Cái này ở đây mình bán... Một bó 10 ngàn. Một bó? 10 ngàn. Là tính theo bó cô hả? Theo bó là 10 ngàn. Một bó được 10 ngàn. Như vậy là ở đây bán cũng giống như chỗ chị Thái bán á cả nhà. Một bó đồ cũng tính có 10 ngàn. Ăn bán, con nhỏ ăn bán mà. Là tính theo bó lớn nhỏ không biết hả cô? Bó lớn cũng 10 ngàn, bó nhỏ cũng 10 ngàn. Bó lớn 10 ngàn, bó nhỏ cũng 10 ngàn. Bó lớn thì mình phải bán hơn chứ. Không có đâu. Không có hả? Người ta không mua, người ta cứ mua theo bó hả? Nho là mua nho vậy. Sao cô, ví dụ như cô hái được nhiều á, cô chia ra làm 2 bó, cô bán được 20. Chưa là 20. Dạ. Chưa ra là 20. Mình cứ gom thành một bó, mình bán như vậy thôi là 10 ngàn. 10 ngàn. Nhiều cũng nho một bó. Nho là 5 ngàn, đó là 10 ngàn. Dạ. Rồi con gái lấy đâu ra cái tổ ong về? Tổ ong khô cho chú mượn coi. Khô eo hết rồi. Gió bay mà. Gió bay nó bay khô. Nó cái mẹ. Bay trên cây xuống cô ha. Bây giờ chú cho con gạo, mì gói, cá. Con vui không? Con gái vui không? Tắt lên. Nói chú nghe coi. Con vui không? Vui. Vui. Dễ thương. Thèm ăn cá mà không có cá ăn cả nhà. Thèm ăn mì nữa. Đó. Trong nhà có lọ muối à? Không có. Không có gì hết trơn. Hai bà cháu ở trong cái căn nhà nó được mấy ô vuông thôi cả nhà, chút xíu thôi. Con gì? Ở đây mình ở trên này hay có rắn không cô? Có rắn không? Có.
Không có rảnh hả? Con dế. Hả? Rất thật luôn à. Bé cười dễ thương quá. Con khoanh chân lại, chú để gói mì nè, không là chú mang mì về nha. Ngay đi gói nha. Con biết thùng này thùng gì không? Có biết không? Tới đây đi. Có biết thùng này thùng gì không? Không biết luôn. Không biết à. Thùng này thùng mì gói nè. Con thích ăn mì không? Xuân bắt bóc ra cho bé xem. Cái này là mì gói. Con thích ăn không? Chút xíu kêu bà pha mì cho con ăn nha. Vui không? Vui. Không biết nói gì đâu. Rồi, con để đây một thùng mì nha. Con để tay lên thùng mì giữ mì này. Mai như vậy. Thôi để vậy không che bé cả nha. Rồi. Chú cho con thêm một thùng nữa nha. Con gửi cô thêm một thùng nữa nha. Hai thùng mì. Chẳng có sao được cả. Cá của con này. Chú gửi cho con một ký cá ngân khô. Hồi nào giờ có cá này ăn không con? Có cá ăn không? Không có. Không có hả? Ừ. Cá này cô làm món gì cô ăn? Không có. Không có. Ừ. Có tiền mình mua chứ không có tiền không mua đâu. Ăn cắn mà. Ôm mì luôn hả? Để đó đi, chú không có lấy đâu mà phải giữ, chú để đây nha. Nha. Nè, cá của con này. Cái này là chú cho con rồi, con cứ để đó, con cầm thì con cứ cầm nha. Chú gửi cho hai bà cháu thêm một ký cá cơm khô. Nha. Rồi, để đây luôn. Bố thật, ao biết ở đây nè. Hai chai dầu ăn không sao đâu cô, kệ bé đi. Hai chai dầu ăn, hai chai nước tương. Nước tương này ăn với cơm được nha cô. Dạ. Mười ký gạo. Có gạo ăn rồi. Cho nhiều quá mà không có tiền ta đâu. Không có tiền trả hả? Ừ. Dạ. Cái này là Mạnh Thường Quân tặng cho hai bà cháu, không phải trả tiền. Cô vui không? Ăn không là ngon quá. Ăn không thôi. Ừ. Ăn không. Không có tiền mình ta mà. Con gửi cái món quà này của Mạnh Thường Quân gửi cho cô, không có phải trả tiền. Tặng không? Tặng. Dạ, tặng. Cô vui không? Vui chứ. Vui, con vui không? 10 ký gạo cô nhá. Đây là bao 10 ký gạo. Rồi, con gửi thêm cho cô hai bịch bột ngọt. Bột ngọt để cô nấu ăn nha. Ba bịch muối nha cô. Dạ. Ba bịch muối. Muối. Ừ, đúng rồi, muối. Đây là cái phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho hai bà cháu nha. Dạ. Cả nhà thân thương, như vậy là một phần quà nữa của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi đến cho kênh Xuân Bắc Vlog. Hôm nay Xuân Bắc lại gửi thêm một phần quà nữa cho bà con khó khăn miền núi. Đó là hoàn cảnh của hai bà cháu ngày hôm nay cả nhà. Hai bà cháu ở trong một cái căn chòi rất là nhỏ luôn. Thì cái phần quà ngày hôm nay
Xuân bắt trích cái số tiền của cô Nga ở bên Canada. Đợt mà Xuân bắt đi về Gia Lai thì cô có gửi cho Xuân Bắc 20 triệu đồng và nhờ Xuân Bắc mua những cái đồ dùng cần thiết gửi cho máy ấm. Thì Xuân Bắc cũng đã dùng cái số tiền là 10 triệu để mua quà cho máy ấm và cũng có đăng lên trên kênh rồi, cũng có gửi cho cô Nga xem. Mấy ngày qua thì Xuân Bắc cũng có dùng cái số tiền của cô để mua những cái phần quà gửi cho bà con khó khăn miền núi. Thì hôm nay con lại dùng số tiền của cô mua một phần quà nữa để gửi cho hai bà cháu. Con cảm ơn tấm lòng của cô Nga rất là nhiều, đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà khó khăn đến cho bà con. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Cảm cô ơn nhìn nha. Vô màn ảnh nhỏ. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Cho là nhiều quá. Cho quà nhiều quá. Dạ. Cho không là miếng ăn không. Ăn mì. Ăn mì. Con muốn ăn mì chưa? Muốn. Muốn rồi ha. Con ăn mì nào? Mì này hay mì này? Mì này. Ghép bỏ bia. Ăn mấy gói? Gõ. Ăn mấy gói? Để chú kêu bà pha ăn mì cho con nào. Ăn nha. Cô ơi, con dặn cô này. Cái cá khô này á, lúc nào cô ăn thì cô lấy cô ăn. Dạ. Còn lúc nào mà cô không ăn á, ở ngoài trời mà có nắng to á, dạ, cô đổ ra cô phơi nha. Dạ. Cô phơi xong rồi cô lại mang vào cô cất. Dạ. Thì mình để được lâu nha cô. Dạ, dạ. Dạ. Ở trên này họ không có ăn nhiều đâu cả nhà. Dù có cá như thế này, họ cũng chỉ ăn nhít nhít thôi. Có khi họ nướng có một con cá, họ ăn cả ngày luôn á. Cho nên là những cái một phần như thế này, hai phần á, họ ăn rất là lâu cả nhà. Họ giữ, họ ăn rất là lâu. Một cái phần nấu canh á, Xuân Mắc thấy bà con họ hay nấu á, có vài con cá thôi. Yeah. Chứ không nhiều đâu. Họ bỏ cho trong nồi cho có cái vị cá thôi là họ ăn rồi. Chứ họ không có nấu nhiều. Cho nên là hai cái phần này là họ ăn sẽ rất là lâu. Cho nên là cô nhớ cô phơi nắng nha. Yeah. Rồi cô, yeah, cô để dành. Rồi. Đây con chào cho cô nha. Rồi chú trao cho con này. Bây giờ được hai bà à, cháu nhìn vô màn ảnh nhỏ. Tạm biệt khán giả nha. Ừ. Tạm biệt rồi. Tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt rồi. Cũng xin phép được tạm kết thúc video ở đây. Tạm biệt rồi. Tạm biệt rồi nha. Một lời chúc sức khỏe gửi đến các bạn Thường Quân. Tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các bạn Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi của màn ảnh nhỏ. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Dễ thương quá. Rồi bây giờ cất ở đâu? Có chỗ cất không? Có chỗ cất quà không? Cất ở đâu con chị chú coi, không là chú mang về. Thật nghe mang về cái mặt xìu lên cả nhà. Mặt buồn lên. Giận chú luôn đúng không? Chú mà lấy về là con giận chú luôn đúng không? Đúng không? Có giận chú không? Không giận luôn. Thường quá. Mà cho chú nhéo cái coi. Dạ rồi, con xin phép cô nha. Dạ. Món quà này con trao cho hai bà cháu nha. Dạ. Dạ.